Chào các bạn, chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta đang theo dõi trên màn hình máy tính mà tôi đang chia sẻ với các bạn ở đây. Chúng ta sẽ nói về một quang cảnh của Việt Nam. Và đây là một trong những địa danh mà rất là tuyệt vời các bạn đang theo dõi. Mà chúng ta đang thấy rằng một chuyển động cũng như cách mà chúng ta sắp xếp, chúng ta xây dựng ý tưởng cho những nội dung slide thuyết trình. Và chắc chắn sau cái video này các bạn sẽ có cho mình những ý tưởng nó hay và nó độc đáo. Hãy theo dõi hết video này. Nếu như các bạn yêu thích video, đừng quên bấm nút like, subscribe để theo dõi các video mới nhất nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với nội dung của video ngày hôm nay. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thiết kế cho mình những slide nó đỉnh cao và nó chuyên nghiệp như vậy? Và trước khi đến với phần hướng dẫn của video này, thì nhân tiện trong video tôi muốn hướng dẫn và tôi muốn chia sẻ với các bạn một trong những chương trình sắp tới, nó hoàn toàn miễn phí, nó được diễn ra trong vòng 3 hoặc 4 ngày và có thể nhiều hơn. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có mặt ở trong chương trình này. Đây là một trong những chương trình mà tôi đang bắt đầu xây dựng những ý tưởng và rất nhiều những kiến thức khác mà tôi muốn dành tặng cho cộng đồng của chúng ta, cho những người thường xuyên đang theo dõi kênh YouTube và những video hướng dẫn của tôi. Và hy vọng rằng đây sẽ là một món quà tuyệt vời để giúp các bạn hoàn thiện kỹ năng. Và các bạn hãy bấm vào đường link ở bên dưới của cái video này. Một vài ngày tới chúng ta sẽ gặp nhau ở trong chương trình các bạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần hướng dẫn trong cái video này. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, trước khi để chúng ta có thể thiết kế được một slide nó chuyên nghiệp và nó hấp dẫn, thì các bạn cần phải xác định và chúng ta cần phải chuẩn bị một số bức hình và thậm chí những nội dung mà các bạn cần phải đưa vào đây. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào phần New Slide và chúng ta sẽ bấm vào phần trang trống của cái slide đó. Và lúc này ở đây tôi sẽ tạo ra một cái slide số 3, chúng ta sẽ làm việc với nó. Thì các bạn sẽ thiết kế cái trang đầu tiên. Cái slide số 1 này chính là slide mà các bạn cần phải làm việc với nó nhiều hơn. Và đây chính là ý tưởng dành cho các bạn. Ví dụ như tôi đang tạo ra một cái văn bản và sau đó thì tôi sẽ trình bày cái nội dung này như sau. Các bạn sẽ đưa vào cái slide của mình. Ok, có thể là Thế Dương sẽ tạo ra một cái slide số 4 nhé, để nó ngăn cách hai cái slide này và chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Chúng ta sẽ bấm vào phần Insert và phần Picture. Sau đó các bạn sẽ đưa vào đây một bức ảnh. Và bức ảnh này tôi đã chuẩn bị cho các bạn. Và trong cái video này chúng ta sẽ dùng một bức ảnh nhá. Cái bức ảnh này. Và với cái bức ảnh này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở rất nhiều các địa danh khác nhau. Và đây là một bức ảnh ở Quảng Bình của Việt Nam của chúng ta. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các bức ảnh liên quan về lĩnh vực và chủ đề mà các bạn mong muốn. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong này nó có một cái chữ là Welcome to Việt Nam. Chúng ta sẽ gõ ra nhá. Nào, chúng ta sẽ gõ ra đây một cái văn bản. Rồi, chúng ta sẽ đổ màu trắng cho nó. Và tiếp theo các bạn sẽ nhân bản nó lên. Bấm tổ hợp phím Ctrl D để nhân bản cái text box này. Và lúc này chúng ta sẽ gõ chữ Việt Nam. Rồi, các bạn sẽ cho lớn lên. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn phông chữ cho nó. Thì có rất nhiều những phông chữ khác nhau ở trong này, thì mình sẽ sử dụng một số các phông chữ. Thì nếu như trên máy tính của các bạn nó không có các phông chữ này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể cài đặt nó vào trong máy tính nhá. Rồi, chúng ta sẽ cho nó vào đây. Tiếp theo chúng ta cho nó lớn lên một chút. Rồi, phần việc nữa đấy là các bạn cần phải cho cái chữ welcome này nó có điểm nhấn hơn. Đấy là chúng ta sẽ chọn phông chữ cho nó. Đây, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình rất nhiều các cái kiểu phông khác nhau. Tuy nhiên ở trong này thì Dương sẽ dùng cái phông chữ này các bạn nhé. Rồi, các bạn điều chỉnh nó cho nó có một cái vị trí nó được gọn gàng hơn. Đấy, thì sau khi mà các bạn đã thiết kế cho mình một cái bức tranh như vậy á, thì nó có một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý, đó là một cái điểm nhấn cho cái nội dung này là các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Việt Nam của chúng ta nó được nằm ở phía trong. Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ nhân bản cái slide này lên. Đây, chúng ta sẽ bấm chuột phải, chúng ta nhân bản nó lên. Sau đó thì các bạn sẽ lấy một bức ảnh thôi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xóa đi một phần. Các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta bấm vào phần Picture Format và chọn Remove Background.
Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ở đây ấy, các bạn sẽ hoàn toàn có thể sử dụng cái dấu trừ và cái dấu cộng để chúng ta sẽ thay thế và chúng ta luân chuyển những cái nội dung này. Đây tôi sẽ che phủ đi. Các bạn sẽ vẽ ra một cái vùng mà chúng ta sẽ dùng nó để chúng ta tách ra và lưu giữ lấy một phần. Đấy, được chưa? Các bạn đây, chúng ta sẽ xóa đi những cái vùng mà các bạn muốn giữ nó lại. Rồi, sau khi mà chúng ta đã làm được điều này thì các bạn sẽ nhìn thấy như sau. Đây, chúng ta sẽ có thể xóa những cái vùng màu ở đây. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào Keep Change. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã xóa đi một vùng ở phía trên. Và nếu như các bạn yêu thích nữa thì chúng ta có thể xóa thêm nhá. Chúng ta có thể bấm vào phần Remove Background để chúng ta xóa thêm. Chúng ta xóa bớt ở phần dưới này. Đấy, rồi, tiếp tục chúng ta sẽ xóa thêm ở phần trên này nữa. Được chưa? Đấy, đây chính là cái cách để cho các bạn có thể tạo ra được cái điểm nhấn như vậy. Rồi, tôi sẽ điều chỉnh lại thêm một cái chỗ này. Rồi, sau khi mà các bạn làm xong, chúng ta tiếp tục bấm vào phần Keep Change. Rồi, bây giờ chúng ta mới copy cái bức ảnh này. Các bạn có thể bấm Ctrl X nhé. Và chúng ta sẽ dán vào cái slide số 4 của mình ở đây. Ctrl V. Đấy, thì khi mà các bạn dán vào đây ấy, thì nó sẽ đè lên cái chữ Việt Nam của chúng ta. Và khi này các bạn sẽ thấy được rằng là trong cái chữ Việt Nam của chúng ta nó có chiều sâu hơn hoàn toàn, đúng không ạ? Rồi, bây giờ nó sẽ đến cái phần việc tiếp theo, các bạn sẽ tạo ra một slide thứ hai, đúng không ạ? Và ở trong này các bạn sẽ nhìn thấy có những cái hình ảnh chiếc lá mà chúng ta đang dùng ở đây. Đấy, thì với cái chiếc lá này thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn và các bạn cũng hoàn toàn có thể tải nó ở trên Google. Và có rất nhiều cái nguồn tài liệu khác để cho các bạn có thể tải nhá. Đây là cái chiếc lá, các bạn có thể gõ trên Google và chúng ta tìm kiếm ra cái bức ảnh này. Chúng ta sẽ Ctrl V và dán nó vào đây. Và đây chính là điểm nhấn cho slide của chúng ta. Đây, các bạn sẽ đưa vào đây. Và khi mà chúng ta nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy rằng là cái lá của chúng ta nó cũng hơi bị sáng và chúng ta cần tập trung vào cái chữ Welcome to Vietnam này nhiều hơn. Và lúc này thì chúng ta sẽ bấm chuột phải chọn Format Picture. Và trong này thì các bạn sẽ thay đổi một vài cái thông số của nó như sau. Các bạn cứ nhập thông số giống như cái cách mà thầy Dương đang làm ở đây nhá. Đấy, âm 50. Và lúc này chiếc lá của chúng ta nó sẽ tối lại và nó sẽ bị mờ đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhân bản cái này lên, Ctrl D và di chuyển nó lên phía bên tay phải và góc trên ở đây. Rồi, Ctrl D một lần nữa để chúng ta sẽ tạo ra những điểm nhấn cho nó. Rồi, có thể các bạn sẽ lật chiếc lá này lại nhé, tùy vào cái cách trình bày của mỗi người thôi. Rồi, tương tự ở dưới này, các bạn cũng cần chôn D lên và chúng ta sẽ tạo ra một vài cái điểm nhấn cho nó như sau. Đấy, các bạn sẽ xem là chúng ta đã thấy có những chiếc lá này nó làm điểm nhấn và chúng ta sẽ tập trung vào điểm ở giữa của cái chữ Việt Nam hơn. Sau khi các bạn đã làm xong thì chúng ta sẽ nhân bản cái slide này lên nhá. Đây, nhân bản lên. Và lúc này thì chúng ta sẽ áp dụng và sử dụng một cái tính năng cho hiệu ứng Morph. Và hiệu ứng Morph thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ đưa toàn bộ nội dung này ra ngoài. Đây, chúng ta sẽ đẩy nó ra ngoài. Đấy, làm với slide số 5, chúng ta đẩy nó ra ngoài. Và tiếp theo, tất cả những cái nội dung này. Đây, chúng ta sẽ... Tôi sẽ cắt đi một phần của cái nền này. Chúng ta sẽ cắt bớt đi để chúng ta thao tác được với nội dung hình ảnh ở phía sau nữa. Đấy, các bạn sẽ cho nó lớn lên. Được chưa? Chúng ta sẽ cho nó lớn lên. Rồi, tương tự chiếc lá này, chúng ta sẽ cho nó lớn lên một chút nữa. Nó sẽ thay đổi vị trí của nó. Các bạn hoàn toàn có thể xoay chiếc lá này theo chiều mà chúng ta mong muốn nhá. Đấy, thì đây là những nội dung mà chúng ta làm. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn cả hai slide, chọn Transition và chọn Morph để chúng ta thấy được cái kết quả của sự chuyển động của nó như thế nào thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả này. Đây là slide đầu tiên khi mà chúng ta làm và các bạn sẽ bấm Next để nó chuyển sang một cái slide thứ hai.
Đấy thì nó sẽ phóng lớn cái giao diện và bức tranh của chúng ta lên, thì các bạn thấy nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Và tiếp theo các bạn cần phải vẽ ở đây một cái hình khối. Đây, chúng ta sẽ vẽ vào đây một cái hình khối nhá. Các bạn có thể vẽ trên cái slide đầu tiên, slide số 4 này. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ đổ màu cho nó. Ở đây tôi sẽ lấy một cái màu xanh lá cây, shape outline và tắt phần no outline của nó đi. Lúc này thì các bạn sẽ thay đổi cái phần transparency của nó tầm khoảng là 15% nhá, để cho nó mờ đi, và ở đây chúng ta hoàn toàn có thể viết chữ vào đây được. Đấy, các bạn có thể đưa cái nội dung này đây, chúng ta sẽ đưa nó ra ngoài. Được chưa? Rồi, nếu như mà những ai mà chúng ta đã hiểu về hiệu ứng morph thì chúng ta sẽ làm tốt được cái khâu này. Các bạn sẽ bấm Ctrl C để chúng ta copy và chúng ta dán vào cái slide số 2. Ctrl V và di chuyển nó vào trong. Thì khi mà các bạn di chuyển nó vào bên trong ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở dưới này nó đang ở cái vị trí nào, thì các bạn cứ thế làm thôi. Và tiếp theo thì tất cả những cái nội dung này thì các bạn cũng sẽ gõ theo từng lĩnh vực của chúng ta. Đây, các bạn có thể gõ ra chữ Việt Nam. Các bạn hãy cố gắng lựa chọn những phông chữ mà nó phù hợp với chủ đề của các bạn thì nó sẽ trông nó sẽ đẹp mắt và nó sẽ tốt hơn nhá. Tiếp theo ở trên này chúng ta sẽ gõ ra một chữ, đấy là Quảng Bình. Rồi, thay đổi phông chữ cho nó. Đây, tôi sẽ sử dụng cái phông chữ này. Rồi, các bạn sẽ tiếp tục ở dưới này, chúng ta sẽ có những nội dung. Đúng không? Chúng ta sẽ nói về bức tranh này. Và tất cả những cái nội dung này đều là những nội dung demo. Chọn phông chữ Montserrat nó nhỏ hơn. Rồi, chúng ta cho nó nhỏ lại. Đấy, các bạn xem kết quả nhé. Đây, đây chính là nội dung của chúng ta. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái lá của chúng ta nó đang nằm ở phía sau. Vậy thì để chúng ta có thể tạo ra được một điểm nhấn nó hay và nó hấp dẫn thì các bạn cần phải cho chiếc lá của chúng ta nó nằm ở phía trên. Đây, chúng ta sẽ cho nó như sau. Các bạn sẽ bấm chuột phải để chọn Bring to From. Đấy, thì cái lá của chúng ta nó sẽ nằm ở phía sau đây các bạn. Đấy, và nó tuy nhiên thì nó sẽ che mất chữ Quảng Bình rồi. Thì các bạn có thể cho cái chữ Quảng Bình nó nằm ở trên nhá. Đấy, thì nó chủ yếu là nó che được cái chữ Việt Nam thôi. Cho dù nó có che được cái chữ này đi thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy và chúng ta hiểu cái chữ Việt Nam. Rồi, bây giờ sau khi mà chúng ta làm thì các bạn sẽ thử này. Đến cái lúc này thì các bạn cũng cần phải copy toàn bộ nội dung của cái chữ này. Chúng ta sẽ dán vào cái slide số 4 các bạn ạ. Đây, tôi sẽ copy làm cho các bạn như sau. Ctrl C và dán nó vào đây. Đấy, rồi chúng ta di chuyển ra phía ngoài. Nguyên tắc của hiệu ứng morph đấy là slide này có đối tượng nào thì slide kia cũng sẽ chứa cái đối tượng đó. Đấy, cho nên tất cả những chương trình nội dung này thì các bạn sẽ đều được cập nhật và tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong chương trình hoàn toàn miễn phí. Và trong chương trình 3 ngày có tên gọi là Bí mật thiết kế các slide thuyết trình đỉnh cao thì tôi mong rằng các bạn sẽ có mặt và chúng ta sẽ được học tập tất cả những bí quyết và những cách mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong chương trình này. Nào, sau khi các bạn đã làm xong thì chúng ta sẽ kiểm tra kết quả. Và đây là slide đầu tiên và tiếp theo các bạn sẽ thấy được đây là slide thứ 2. Đấy, thì khi mà chúng ta làm như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là slide thuyết trình của chúng ta nó đẳng cấp hơn rất nhiều và nó có chiều sâu hơn. Nó chắc chắn nó sẽ thu hút được nhà đầu tư hoặc thậm chí các bạn hoàn toàn có thể giới thiệu những hình ảnh, những bức tranh tổng quan về một vấn đề nào đó, về du lịch, về danh lam thắng cảnh hoặc một địa danh nào đó dành cho những khán giả, những người đang yêu mến cái địa danh của bạn. Nếu bạn thích video này, đừng quên chúng ta bấm nút đăng ký để thường xuyên theo dõi các video mới nhất của tôi nữa nha.